Mấy không đang thử hai con ốc vừa vô. Cái giòi thì để ăn sống, cái mình để nấu cháo. Mấy cũng dạng quá ha. Dám đụng con này. Tại đây ăn rồi. Ăn là chị cũng có ăn rồi mà chị không dám đụng cái con này. Nhìn nhìn nó là bị ghê thôi. Nhìn ghê ha. Hồi làm là cái dĩa mình đẹp lắm nha. Cái này lột lột cái giòi nó ra nó trong trắng bóng luôn đó. Mình rửa bằng muối cho nó sạch trước rồi mình nhúng cho một cái là mình lấy ra mình cuộn cái da là phải bóp nó mới cứng lên chị, nó mới phùng bóp lên. Trời ơi giọng cười à, giọng cười kìa. Trời má ơi kìa, bấm lên cho phim kìa. Cầm cái đó mà xong xôi, xong xôi. Để làm mới. Một giò, hai. Mập lên rồi nè, thấy không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hoài chừng phải đụng tới nó mới bự lên. Một giò nè, mềm xèo, hai. Bự ra. Hôm qua em thấy nó út nút luôn bằng cánh tay em nữa. Nó bự lỡ. Giờ nó bự lên chết vậy, nó nhỏ nè. Ướp em. Thì nó ngủ. Nó ngủ. Con ốc nó đang ngủ. Anh này con gì Ngọc? Dạ. Anh này con gì? Kim chiếc luôn. Kim chiếc. Mây. Ồ, cắt đứt cái giòi của người ta rồi á hả? Cắt cái ác ghê á. Nó sao này nó cắt đứt cái giòi người ta luôn. Bên đây chị này đang cắt đầu bắp cà tím. Này mình để mình nướng mà phải không? Này đi cắt sớm quá nó bị đen. Dạ. Ờ cho lát nữa chị cắt xéo xéo gì ha. Để nướng. Ủa, em rút ra nó ra rồi hả? Ra rồi. Ồ, giờ nhìn nó căng bóc luôn rồi nè. Ủa này nãy em nhúng nước sôi hả? Nhúng ra nó tụt ra liền. Bây giờ lấy cái này cho cái tô, giá tô đúng rồi, giá tô đi. Em cắt như vậy. Cắt ra bằng cái để mà. Dạ, cắt cái này. Đấy nữa là cái bỏ cái nấu cháo á. Dạ. Không cái giòi đó kìa. Cái giòi đó mình sắc lát lát á nè. Mà có đọt ra luôn. Dạ, để cái giòi nó giòn mũ quá. Ủa cái giòi chắc có chiếc gì hả? Mà ra được cái dĩa cũng nhiều. Bắt gặp quả tang đang ăn. Thằng ăn cắp hết chế tóc của người ta. Nghe hãy lén âm thầm. Không, đúng rồi, thọt tay quá thôi. Đừng ồn ào. Để ghế chắc không đó em. Bóp ấy hả chị? Bỏ vô trong chén. Anh trăng trộn. Trộn thử coi nó ngon không? Cái mặt đẹp mà đi hái trộn. Ngay trước mặt em đó. Đó hai trái trước mặt em đó. Đó có ai đang bên. Tự nhiên đang hái có người thò tay qua nắm tay em. Có lành cho nấm luôn đúng không? Tình nguyện luôn. Đó, các chị hành cũng hấp dẫn quá chứ. Hấp thuốc mà. Qua bên đây. Đây hai cái giòi của con ốc về rồi. Cái này trứng cá hay em. Chẳng chưa. Nhà người ta có một đầu bếp thôi, nhà đây tới 7-8 đầu bếp rồi. Này.
cái dĩa khô bò, bánh tráng trộn khô bò, có xoài, thiếu trứng cút nữa ha, mình còn trứng cút nữa ha chị. Dạ. Một vài mà trứng cút để bỏ vô bánh tráng trộn. Bây giờ em đang làm muối ớt để mà ướp vô tôm. Hôm qua cái bịch này là gì đây? Chặn rau hả? Này nè, bịch đó để làm con hến, con chim chép á chị. Chim chép nướng. Dĩa ốc giờ rồi. Đúng rồi. Có 2 thao đó em. Chị hình như chị mua 4 thao mà muốn làm nữa thì làm. Tính ngồi xiên xiên. Ô em lấy cái ấy ra đó hả? Lấy chỉ ra hả? Thôi à. Em nghe mày đắp lại bị đen. Ồ hay vậy. Rồi mình ướp xong rồi mình mới xổ que hả? Dạ không, lát xổ que rồi mới đưa trong kia. Mén này chỉ ướp thôi, chứ mấy cái này. Đây em làm. Tôm này nó vừa đủ nè ha, không nhỏ mà cũng không to mấy ha. Coi mè nướng hay số 1. Ba cháy luôn nè. Làm mà cũng đâu có vừa đâu, cũng nhìn cái tấm tôm mà ướp một trăm tải giờ cứ phải đi thêm thêm á, tại ra thấy quá trời tôm luôn. Thì cái này phải hồi nó nướng lên nó đỏ ra. Ngon luôn á. Đây ba cây nhiều cho nó thấm đi. Còn nhiêu đây phải làm cho hết thấy đủ. Còn như cái mà nè, chúng ta hả? Của Ngọc. Ngọc canh cho nó đỏ trong chưa. Nó bỏ trong lò đây. Này món cháo ốc rồi rồi. À. Xà lách. Qua bên đây. Sếp Ngọc, sếp Minh Ngọc qua đây, sếp Minh Ngọc. Rồi, hôm nay món này của sếp Minh Ngọc heo. Trời ơi, Minh Ngọc nghe đẹp quá heo vô. Rồi. Phương. Món này của chị Phương. Chị Phương là món đã mua sẵn, có sẵn, làm sẵn, không cần làm gì hết. Đúng rồi, nhanh gọn lẹ luôn. Rồi, mommy, món nào của mommy? Món đậu hũ. Rồi, rau câu của Quỳnh Thị Ngọc Hương. Đó. Bánh tráng trộn rau câu dừa. Bánh tráng trộn rau câu dừa. Rồi, hôm nay món này là món của... Là bắt đầu từ cái món xa xà. Quan trọng là chỉ để cho phần ăn với cái này. Đây món gỏi ốc bồi vôi, bánh tráng trộn khô bò trứng cút, món ốc. Mấy cái khay nó đang bị nướng quá rồi, chờ món nào sao cũng có con gì. Đúng rồi, em là đầu bếp chính ngày hôm nay mà. Thấy không? Rồi đầu bếp chính. Đâu cái gì? Đâu cái yeah. Đó mẹ nè. Xong món này thôi hả? Món gỏi đó ăn sống. Cái mình đó cháu. Này là cháu nè. Làm món này. Ủa mà tối hai con nữa hả? Đi ăn đi đó. Dạ. Hai con mà ra có gì đó. Đúng rồi. Giò lấy được cái giò đi nha. Rồi, còn mấy món nữa. Rồi còn dĩa tôm nữa. Có chị Hoa. Rồi món này là của Nhí nè, đó Nhí đem ra. Để lên cái này là thịt bò đại hàng nướng. Đó. Rồi. Rồi em Ngọc ra với hai dĩa. Wow. Hấp dẫn quá. Coi món này, tôm nướng chưa chín. Và sau vài tiếng đồng hồ tất cả cùng nhau xuống bếp thì chúng tôi đã có được những món như thế này. Xin giới thiệu, đây là món chem chép nướng với lại mayonnaise và trứng cá. Kế bên đây là món chem chép với lại dưa chua, có cà, có ớt, có hành, gọi là sa sà. Rồi này là món bánh tráng trộn trứng cút khô bò. Hấp dẫn quá ha. Ốc này là ốc gì ta? Cái này thì mua ở trong chợ Hàn Quốc. Này mực ha, mực rồi mực chua cay gì đó. Ăn với lại kim chi.
và rong biển gừng. Là món này là mua ở chợ Hàn Quốc đây. Ở đây có thịt bò Hàn Quốc đã ướp sẵn và mình chỉ chờ là lò nóng lên là mình sẽ nướng và thưởng thức cùng với lại đậu bắp và cà tím nướng. Đây là những gương mặt đang chờ đợi để mà lên bàn nhập tiệc. Đây thì lại có thêm một cái món này rất là hấp dẫn, đó là món gỏi ốc vòi vôi. Từ hai con ốc vòi vôi rất là to, trong đây có thêm trứng cá và hành. Đặc sản của Bô Bà, đặc sản của Bô Bà là dưa leo. Đó, đây đó này, con này coi này ăn nào đó. Chỉ vậy thôi là cũng vui rồi. Đó, thấy không? Ăn vậy thôi đó, đơn giản. Đậu bắp nữa kìa. Đậu bắp nữa kìa, đậu bắp nướng. Nó thích cái gì giòn giòn, mấy bạn nó hết sợ rồi hả? Rồi, mọi người chuẩn bị lên bàn đi. Vụ đó. Vụ trái đào. Vụ Hàn Quốc hả? Dạ. Uống cho đó chơi. Vụ trái đào. Rồi, nhà bếp sau khi những cái màn quanh tạc thì giờ đã trống lỏng. Bây giờ mọi người chuẩn bị vào phòng ăn. Rồi, bây giờ chúng ta nhập cuộc đi nào. Nhập cuộc thôi. Chị Hân, cho biết cảm nghĩ của cái ngày lễ tạ ơn năm nay. Hôm nay là ngày lễ tạ ơn, gia đình đoàn tụ quá vui luôn. Hạnh phúc không ha. Ăn uống rồi chơi chụp hình rồi ha. Không phải nó hư cần nữa chứ nó quần. Sao mấy ba, nay lễ tạ ơn vui không? Vui. Sáng giờ làm gì rồi? Sáng giờ không. Giờ sướng ha, không mà giờ có đồ ăn ngon phải không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Có đầu bếp. Dạ. Sao đầu bếp? Để đầu bếp cho bố ba nó mà bố ba cái gia đình này là 13 người tuổi giờ nói rồi đó. Đúng rồi, 13 người tổng cộng, trong đó có một em bé. Đúng rồi. Bé Thanh ăn một để đi lên kiếm bé Thanh. Nó ăn bánh tráng trộn xong rồi nó ngủ rồi hả? Lên lên. Rồi ngủ thiệt rồi. Vứt một thao bánh tráng trộn xong rồi giờ lên ngủ rồi. Happy Thanksgiving. Trời ngủ say mê luôn. Ngủ ngon con. Happy Thanksgiving. Rồi ngủ tiếp đi. Nhà ăn con xuống ăn không? Ăn tôm nướng. No, ăn bánh tráng trộn no rồi hả? Ok, vậy ngủ đi. Ở nhà ăn đó. Ở dưới này nè. Đi không? Xuống ăn tôm không? Đi. Đứa nào này quay để cho nó đừng có ăn vụng, bớt ăn vụng coi. Nãy giờ nó đứng nó thử hoài à. Đó, còn đó nó ăn thử nữa này. Nó ăn thử. Nó đình đình ở đây dính vô. Đúng rồi, cái trứng nó ăn vui nha. Bóc lên đã. Anh thích cái sò sò không? Cái sò sò. Cái này nó béo, nó có mềm mềm, nó béo. Béo ngon chứ. Chị Hương, bé Thanh, má bà Hiền. Chị Thanh, Thanh chồng ra trước. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, ba quay qua đây. Để hai cái mặt bự nhất một chút. Đó, chị Trúc Phương. Một, hai. Rồi, chị Trúc Gia. Một, hai. Ba đẹp quá. Dạ. Ăn đi. Dạ. Ăn đi. Đúng rồi. Một hai ba ăn vô. Rồi, vô. Đã đợi có nhiêu đó à. Vô. Vô một cái đi. Giờ khui khui vô một cái đi bà con ơi. Cho họ gấp cái này xong cái rồi họ bỏ vô. Bé Thanh đưa cái này là chị đẩy cho con gì bác? Ủa? Ủa vậy là lấy thêm cái dĩa cho em đũa. Ở đây em lấy cho chị đĩa đũa cái dĩa. Nói dĩa thôi. Hãy lấy thêm cái dĩa dư được con lại. Đổ không? Đổ.
Đó, xì tin đồ ha, xì tin đồ. Cái dĩa định ra định vỏ cái dĩa hồi nhựa dĩa giấy rồi đó. Trời ơi, xem pen vô luôn, ai xem pen? Xem pen không? Dạ. Ai xem pen nè? Người nào xem pen giơ tay lên. Rồi. Ba mẹ nè, đưa đầu kia cho chụp hả quen okay. À, mọi người ăn nhớ lưu ý nha, món nào mà ngon sẽ được giải nhất và cái người mà nấu cái món đó ngày mai sẽ tiếp tục nấu món khác. Một hai ba vô. Yeah. Rồi, cái này nè, đó, rồi lấy miếng ốc đó chị. Miếng ốc, đâu ốc đâu? Rồi bỏ ốc vô, bỏ ốc vô. Đó, cái này ngon không? Món này ngon không? Đó, nói rồi, làm món này ngon. Đây, đây. Rồi, lấy thử nè. Đây, vô. Nhiều vị trời. Yeah. Wow, so good. Biết rồi, đọc được nữa xíu rồi, đọc sai sai, đọc nó xíu. Chị thứ bảy em muốn ăn dẫn con từ hao. Dạ muốn. Ở đâu? Dạ nghe chị nói nha. Rồi làm giống y như chị nói nha. Chơi gì vậy? Để cái tay lên. Giống vậy. Chơi gì vậy? Làm giống như chị nói nha. Rồi để lên miệng. Để lên miệng. Em đã thắng cuộc. Làm giống như chị nói nha. Để tay lên. Rồi để lên cằm. Lên cằm hả? Đúng rồi, biết rồi. Nói vậy hai kể rồi.